Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Vì An ninh Tổ quốc tuần này với những nội dung đáng chú ý sau đây. Phần tin phản ánh các hoạt động của Công an thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Phóng sự: Lực lượng quản lý xuất nhập cảnh cải cách thủ tục hành chính. Phóng sự: Lực lượng an ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng góp phần đắc lực vào sự phát triển của thành phố. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Ngày 9 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2008-2013 và sơ kết 2 năm cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Qua 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Công an và 2 năm thực hiện cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và làm theo tấm gương đạo đức của Bác tại Công an thành phố đã đi vào nề nếp, tạo được sự chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức, hành động cũng như tác phong, nhân cách và đạo đức của cán bộ chiến sĩ. Đảng ủy Công an thành phố đã nghiên cứu xây dựng chuẩn mực đạo đức chung cho toàn Đảng bộ, các đơn vị địa phương đã cụ thể hóa thành các nội dung chương trình cụ thể thiết thực. Qua phong trào, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị xã hội, đạt được nhiều thành tích trên các mặt công tác, chiến đấu, chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, điều tra khám phá hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự, đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào đã được biểu dương khen thưởng. Trước đó, Đảng ủy Giám đốc Công an thành phố cũng đã tổ chức dâng hương Bác Hồ tại nhà truyền thống Công an thành phố, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao to lớn của Người đối với Tổ quốc và báo công với Bác những công tác mà Công an thành phố làm được trong những năm qua. Nhân dịp này, cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức lễ báo công dâng Bác tại nhà truyền thống Công an thành phố. Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tại 7 quận huyện tổ chức ký kết quy chế phối hợp về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Theo nguyên tắc chung thì các đảng bộ công an các quận huyện đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy các quận huyện và chịu sự kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra quận ủy, huyện ủy, đồng thời chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Công an thành phố. Việc ký kết quy chế giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các quận huyện và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an thành phố nhằm tăng cường sự phối hợp xuyên suốt chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, giám sát, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt giám sát thi hành điều lệ, kỷ luật trong Đảng, tiếp tục xây dựng lực lượng công an vững mạnh ngay từ cơ sở, góp phần đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngày 8 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Câu lạc bộ Công an hưu thành phố Đà Nẵng. Với tiêu chí sống vui, sống khỏe, sống có ích, những cán bộ câu lạc bộ Công an hưu đã phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, tiếp tục góp phần xứng đáng vào các phong trào ở địa phương. Những năm qua, mỗi đồng chí trong câu lạc bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ cách mạng. Hội viên câu lạc bộ luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, làm tròn nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú, góp phần cùng thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Ngày 7 tháng 5, Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm chuyên đề Cán bộ chiến sĩ học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Buổi tọa đàm tập trung tham luận về ý nghĩa lý luận và thực tiễn 6 điều Bác Hồ dạy, qua đó nêu lên những kết quả đạt được trong quá trình vận dụng lời dạy của Bác vào công tác chuyên môn và học tập thực hiện của đơn vị. Phát biểu chỉ đạo buổi tọa đàm, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ chiến sĩ, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức tự giác, tập trung trách nhiệm trong công việc, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngày 7 tháng 5, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Các đại biểu đã được giới thiệu một số chuyên đề như quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước về giới và bình đẳng giới, chiến lược về bình đẳng giới giai đoạn năm 2011-2020,
Theo đó, từ nay đến năm 2015, Công an thành phố Đà Nẵng phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, thành viên Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp được tập huấn về bình đẳng giới, 100% cán bộ chiến sĩ chấp hành các quy định của pháp luật, thực hiện đúng luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Ngày 7 tháng 5, tại xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, báo Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với chùa Bà Đa cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Trịnh, thương binh hạng 4/4, trú tại thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa. Bà Trịnh là gia đình chính sách có cuộc sống khó khăn, hiện chưa có nơi ở ổn định. Ngôi nhà có diện tích gần 50m² với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng do chùa Bà Đa quyên góp trao tặng. Dự kiến sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà sẽ hoàn thành và bàn giao. Cùng thời gian này, báo Công an thành phố cũng đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silverstore tổ chức chương trình Nồi cháo tình thương tại Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng. Đây là chương trình từ thiện được báo Công an vận động tài trợ từ đầu năm 2012 đến nay. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư và Phát triển Silverstore tiếp tục tài trợ kinh phí là 280 triệu đồng tổ chức thực hiện chương trình Nồi cháo tình thương vào sáng thứ 3 và thứ 5 hàng tuần. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kỹ thuật Tổng hợp Hướng nghiệp và Dạy nghề quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thành phố tổ chức tuyên truyền pháp luật cho các thầy cô giáo và các em học sinh đang theo học tại trung tâm. Nội dung tuyên truyền gồm một số nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ luật hình sự, dân sự, hành chính liên quan đến lứa tuổi học sinh như tệ nạn ma túy, trật tự an toàn giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Hoạt động này nhằm góp phần phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh. Lúc 8 giờ tối ngày 6 tháng 5 tại khu vực tổ 92 phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Cẩm Lệ đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quyên, 19 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với con nghiện. Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ một gói ma túy dạng hàng đá, hơn 1 triệu đồng là tiền mua bán ma túy. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma túy này Quyên mua rồi bán lại để kiếm lời. Hiện đối tượng và tang vật đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng là một trong những đơn vị thực hiện công tác quản lý xuất nhập cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật. Thời gian qua, đơn vị đã đẩy mạnh việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ tốt yêu cầu của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là biện pháp hàng đầu trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Trong đó, đơn vị đã chú trọng về tính nhân văn, phong cách ứng xử có văn hóa khi tiếp công dân, người nước ngoài, coi đây là biện pháp nâng cao hiệu quả, đổi mới trong công tác. Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng phong trào thi đua trong toàn lực lượng với tiêu chí tăng cường đoàn kết, đảm bảo kỷ cương, nâng cao trách nhiệm hiệu quả. Qua đó phát huy khả năng của cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân và người nước ngoài đến làm thủ tục. Đơn vị tiến hành thực hiện nghiêm túc việc cải cách thủ tục hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh. Theo đó, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến tận cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp công dân, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ thủ tục, đồng thời bố trí đủ cán bộ, phương tiện và tiếp nhận hết lượng hồ sơ công dân nộp trong ngày. Trong công tác thực hiện cải cách hành chính về nhân dân phục vụ đã được cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quản lý xuất nhập cảnh thực hiện nghiêm túc yêu cầu ba nhắc mà nghị quyết chi bộ đã đề ra. Đó là nhanh nhất, nhiều nhất, chính xác nhất, không để nhân dân đi lại nhiều lần, chỉ một lần đến nộp hồ sơ và một lần để nhận kết quả. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, đơn vị đã cải cách lề lối làm việc và cải tiến thủ tục hành chính. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng cũng là một trong những đơn vị địa phương đầu tiên ứng dụng khoa học kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, để làm tốt công tác tuyên truyền cũng như ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Đơn vị đã xây dựng trang web thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục. Vừa qua thì Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng cũng có tiến hành lắp đặt cái hệ thống thông tin tạm trú dành cho người nước ngoài á ở khách sạn chúng tôi, thì tôi thấy cái hệ thống mới này là rất là ưu việt, rất là nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm được thời gian. Qua cái công tác quản lý xuất nhập cảnh thì lực lượng quản lý xuất nhập cảnh của thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua
thì cái hàm lượng về cái thông tin về công tác nghiệp vụ của lực lượng an ninh thì ngày càng cao. Qua đó đã giúp phát hiện ra được những cái hoạt động sai trái của người nước ngoài, của các tổ chức nước ngoài trên địa bàn Đà Nẵng, những cái hoạt động không chấp hành pháp luật. Còn những cái sai phạm lớn thì chúng ta có cái xử lý, và các cái công tác xử lý đó của chúng ta thì cũng vừa đúng pháp luật đấy, nhưng mà vừa tạo điều kiện để chúng ta thấy là thu hút được cái đầu tư của nước ngoài đấy, thu hút được cái hoạt động du lịch của khách quốc tế đến trên địa bàn chúng ta. Có thể khẳng định việc thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua đã làm chuyển biến sâu rộng từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh trên các mặt công tác. Thông qua đó, góp phần cùng lực lượng công an thành phố xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên năng động, sáng tạo, vì nhân dân phục vụ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày tháng năm lịch sử này, cùng với các lực lượng công an thành phố Đà Nẵng thi đua lập thành tích xuất sắc kỷ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, lực lượng an ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 13 tháng 5. 60 năm qua, lực lượng an ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự nói chung, an ninh trên lĩnh vực kinh tế nói riêng. Trong những năm sau giải phóng, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1981 đến năm 1997, Phòng An ninh Kinh tế là đơn vị chủ công trong việc thuần khiết nội bộ, bảo vệ đường lối chính sách phát triển kinh tế của Đảng, Nhà nước, đấu tranh chấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Trong thời kỳ này, đơn vị đã khám phá thành công nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực bảo vệ kinh tế. Dù lúc đó hết sức khó khăn về điều kiện, là phương tiện, rồi về vật chất, đời sống anh em cực kỳ là khó, ăn không no, áo mặc không đủ ấm, nhưng mà đi làm việc ngày đêm lăn lộn là không biết mệt mỏi, cái tinh thần hăng hái ghê gớm, tận tụy ghê gớm. Phải nói cái đó là hết sức tuyệt vời, cái lòng tin của cán bộ chiến sĩ nó phơi phới, nghĩa là bất chấp ngày đây mưa nắng, nghĩa là những ngày lễ ngày Tết là anh em nằm hết ở các nhà máy chuyên nghiệp ngủ, mũi cắn thì cũng không kêu ca, không phiền hà gì. Đó là tinh thần là chiến đấu hết sức cao. Trong những năm gần đây, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Lực lượng an ninh kinh tế đã phải đối phó với không ít hành vi phá hoại, gây ảnh hưởng đến an ninh kinh tế và thiệt hại tài sản. Chú trọng đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi phá hoại gây mất an ninh nội bộ trên những công trình xây dựng kinh tế trọng điểm của nhà nước. Để cho các đơn vị kinh doanh đạt hiệu quả cao nhưng vẫn đảm bảo tốt về an ninh kinh tế, cán bộ chiến sĩ lực lượng bảo vệ an ninh kinh tế đã phải lăn lộn bám sát địa bàn, nắm vững tình hình an ninh trên lĩnh vực kinh tế mà mình quản lý, nhất là các lĩnh vực kinh tế đối ngoại, kinh tế ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nhà nước, các ngân hàng. Các anh có những cái chương trình đào tạo, bồi dưỡng và các anh cũng hướng dẫn chúng tôi và thông tin tôi rất là kịp thời những tình hình của địa phương để chúng tôi có những phương án xử lý kịp thời. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi thường xuyên có cái phối hợp và có cái trao đổi để cùng nhau đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cái hệ thống lưới điện của chúng tôi quản lý. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng an ninh kinh tế Công an thành phố đã xác minh, phát hiện và chuyển hồ sơ cho lực lượng cảnh sát kinh tế điều tra theo luật định nhiều doanh nghiệp có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, làm ăn thua lỗ, nội bộ mất đoàn kết, nợ ngân hàng mất khả năng thanh toán, v.v. Mới đây, lực lượng an ninh kinh tế đã phối hợp với an ninh điều tra bắt khởi tố đối với Nguyễn Tý cùng đồng bọn trú tại thành phố Hồ Chí Minh về hành vi lừa đảo. Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Tý đã làm giả chứng minh nhân dân của người khác, mở thẻ tài khoản ATM tại các ngân hàng thương mại trong cả nước để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. Lực lượng an ninh kinh tế thu giữ 32 thẻ ATM, một số lượng lớn tiền mặt và đô la Mỹ. Với những kết quả đã đạt được trong nhiều năm liền, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3, Bộ Công an tặng cờ đơn vị dẫn đầu thi đua vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở và nhiều bằng khen, giấy khen.
nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng, thế hệ trẻ phòng an ninh kinh tế công an thành phố đã có chuyến đi về nguồn tại di tích lịch sử an ninh khu 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Kế thừa những truyền thống quý báu trong lịch sử của lực lượng an ninh kinh tế, thế hệ trẻ hôm nay nguyện cống hiến hết sức mình cho công cuộc xây dựng đất nước, bảo vệ những thành quả mà lực lượng an ninh kinh tế đã đạt được trong những năm qua. Với vai trò là lực lượng tham mưu cho giám đốc công an thành phố về vấn đề bảo đảm an ninh quốc gia, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước. Muốn đảm bảo được cái vấn đề đó là mỗi cán bộ chiến sĩ của an ninh kinh tế phải quyết tâm, thứ nhất nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cách mạng để đảm trách được nhiệm vụ đảng và nhân dân giao phó. Đà Nẵng đang chuyển mình mạnh mẽ trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Phải nói rằng, trong sự nghiệp phát triển kinh tế đầy năng động của thành phố Đà Nẵng, có sự đóng góp công sức âm thầm lặng lẽ của những cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế công an thành phố Đà Nẵng. Chương trình truyền hình Vì An Ninh Tổ quốc tuần này xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể xem lại chương trình này trên trang web của VTV Đà Nẵng. Mọi góp ý cho chuyên mục xin gửi về địa chỉ email vianinhtoquoc.dna@gmail.com. Thông tin liên quan đến an ninh trật tự xin báo về số điện thoại 113. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt.